Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên đường Âu Cơ và tại nhà họp cộng đồng khu dân cư Đà Phước 1B, quận Liên Chiểu. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố. Dịp này, thành phố đã trao 130 suất quà, mỗi suất gồm tiền mặt và quà với tổng trị giá 130 triệu đồng cho công nhân, lao động đang sinh hoạt tại các tổ tự quản khu nhà trọ thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc. Đây là một trong những hoạt động được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức nhân tháng công nhân năm 2023. Được biết, vào ngày 12 tháng 5 tới đây, tại Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, lãnh đạo thành phố cũng sẽ có cuộc đối thoại cùng công nhân lao động đang sống và làm việc trên địa bàn, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như các đề xuất của người lao động đối với các hoạt động liên quan đến an sinh xã hội.